Hãy nói cho mình nghe đi, các bạn có sợ bóng tối không? Cho tới một ngày, mình nghe được một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện kể về một chú bọ. Và chú bọ cũng vô cùng sợ bóng tối giống như bạn vậy. Ngày xưa trong một khu rừng tối có một chú bọ. Chú bọ rất bình thường, khu rừng nơi chú sống cũng giống như những khu rừng mà bạn thấy vậy. Nhưng vào mỗi buổi tối, lúc mà khu rừng dần tối đen lại thì chú bọ nhút nhát này lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Càng về khuya, khu rừng càng trở nên đáng sợ. Cuối cùng thì chú bọ cảm thấy không thể chịu được nên đã bật khóc. Tuyệt nhất.